Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục trong cái video này thì mình sẽ quay về bậc T2 anh em nhé. Cũng khá là ít clip T2 nên mình sẽ quyết định làm tiếp một cái video về T2 nữa. Lần này thì sẽ là con RF Admiral PBK anh em nhé. Đây là một con tàu vàng ở cái bậc T2. Theo yêu cầu của một bạn thì mình sẽ làm về cái con tàu này với cái bộ trang bị, nó là tên lửa P800 Onyx đầu đạn chùm. Đây là các loại tên lửa dành cho cái danh hiệu anh hùng anh em nhé. Chỉ những người chơi có danh hiệu anh hùng thì mới có thể mua được thôi. Còn nếu mà anh em không có ấy, thì anh em sẽ có thể cân nhắc một trong hai các loại sau. Thứ nhất đó là P800 Onyx. Và thứ hai ấy, là cái loại SSM700 này để anh em spam. Đấy, một trong hai loại đấy anh em có thể cân nhắc nhé. Rồi tiếp theo thì sẽ là pháo. Bạn này bạn ấy bảo là pháo Merada Rapid. Rồi ok. Súng phóng lựu là Arab. Nói chung là những cái vũ khí khá là mạnh ở cái bậc T2. Ngư lôi thì ở đây anh em sẽ có một số những cái lựa chọn như sau. Thứ nhất là anh em sử dụng cái loại này K745. Và thứ hai là anh em sử dụng cái loại Mark 50 cho mình nhé. Cái loại ngư lôi Mark 50 này thì nó sẽ giúp cho anh em là ổn định đam. Nó hồi thì nó hơi lâu một chút, nhưng mà được cái là cái tầm xa thì nó sẽ ổn định hơn so với cái K745. K745 thì nhiều khi nó sẽ hơi bị hạn chế về cái tầm xa một chút. Hoặc ngoài ra anh em có thể sử dụng cái loại MU90. Đấy, MU90 thì spam thì cũng ok. Rồi tiếp theo thì là về trực thăng. Trực thăng thì bạn ấy bảo đó là con SVI-2. SVI-2 thì là cái loại trực thăng mình đánh giá là cực kỳ tốt ở bậc T2 rồi. Có điều kiện anh em cứ mua con này mà chơi, giá cũng khá là rẻ. Phòng không là M11. Rồi ok, cái loại phòng không M11 này thì mình đánh giá cũng ổn rồi. Nó là cái loại phòng không tên lửa anh em nhé. Rồi ok, mình sẽ đi chiến luôn với cái bộ trang bị này. Mình đánh giá đây là một cái bộ trang bị cực kỳ mạnh cho con tàu RF Admiral PBK anh em ạ. Ở cái bậc T2 mà anh em trang bị như thế này thì gần như là cái xác suất thắng của anh em nó phải lên đến 60-70% rồi. Đấy, còn vào trận thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái team của anh em này và cái cách di chuyển của anh em nữa. Ở đây thì mình đang loại bỏ đi cái yếu tố là sử dụng cái loại tên lửa anh hùng nhé. Đấy, anh em cứ sử dụng cho mình một là cái P800, hai là cái loại SSM700. Nếu mà không có cái combo trang bị như thế này là quá ổn rồi. Và thực ra thì nếu như mà đã xác định mà có danh hiệu anh hùng rồi ấy, thì anh em nên lắp thẳng luôn cái S97 được, con trực thăng ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ còn khủng khiếp nữa. Đấy, thay vì cái việc là anh em lắp cái con SV2 này thì anh em hãy lắp cho mình con S97 ấy. Nó thì nó sẽ không có khả năng đối không mạnh, nhưng mà nó sẽ cho anh em cái tầm nhìn rất là sớm. Ở những cái tàu bậc T2 thì radar phạm vi phát hiện của nó thì rất là lớn. Đây sẽ là một cái lợi thế không hề nhỏ. Rồi, thấy luôn rồi. Hoặc có lẽ mình sẽ quay về tàu chủ đi. Có lên tham hay không gì. Giờ mình sợ tham này lúc này chết oan đi. À đây rồi anh em ơi. Cái góc này hơi khó nhằn tí anh em ạ. Đây là cái điểm yếu lúc đầu anh em này. Đấy, cái combo này thì anh em sẽ phải chú ý cái điều đó nhá. Cái pháo Merada Rapid của anh em và cái ngư lôi này thì nó sẽ khá là hạn chế tầm, bắt khá là khó. Rồi, trong lúc mà chờ đợi không biết làm gì thì mình cứ tiến dần dần thôi anh em ạ. Đấy rồi. Đấy, đến tầm này anh em mới có thể bắn được pháo này. Đấy, khoảng 7,5 km thì cái Merada Rapid này nó mới thể bắn được. Tầm thì lúc đầu nó hơi hạn chế một tí, nhưng mà được cái là khi ở cự ly gần thì nó rất là mạnh. Và tầm này bắt đầu là nổ đam mà sướng đấy anh em. Và có lẽ là mình sẽ không cần phải sử dụng đến cái ngư lôi nữa. Ngư lôi tầm này thì có đến thì nó cũng vô ích thôi, chả có tác dụng gì mấy. Bắn khá là sướng này, anh em cứ đi này thôi. Với PPK này thì thực ra thì ở T2 thì mình đánh giá nó cũng gọi là cái tốc độ đi cũng chỉ là bình thường thôi. Nếu như không muốn nói là hơi chậm đấy, nó chỉ có 17 hải lý thôi mà. Có một mình hạ tàu sân bay nó hơi lâu anh em ạ. Độ cơ động thì mình khá là cũng trung bình thôi chứ không phải là quá nhanh. Hoặc là mình sẽ sang đây mình xử tiếp mấy cái bạn này đi. Nhìn cái bạn ngầm này hơi ghê nhỉ. Anh em có thể nhìn thấy là cái con RFPK này thì trang bị của nó là cực kỳ là đầy đủ anh em nhé. Tên lửa có này, phóng lựu có, pháo có, ngư lôi có, nói chung là cái gì cũng có. Phòng không thì là X4. X4 là gọi là đảm bảo rồi anh em nhé, đảm bảo rồi. Một con tàu có thể nói là đầy đủ các chức năng. Anh em cứ tưởng tượng sang cái con tàu như kiểu dạng Veliki ấy ở bậc T3 ấy, đấy kiểu như vậy. Đầy đủ 4 vũ khí chống cả hạm, chống cả ngầm. Phòng không thì ok. Đó là lý do tại sao mà con tàu này nó được bán bằng vàng. Đấy, đơn giản như vậy thôi. LCS2. Khá là lâu mình không đi làm ở bậc T2, nhiều khi cũng nhớ anh em phết. Quay về đây hẹn giao lưu anh em tí.
mang cái P800 đầu đạn chùm này thì nó hơi hơi mạnh thật. Phải công nhận là nó hơi hơi mạnh quá. Kể anh em bảo mình mang cái SS-700 ấy. Cái chỉ có thể là PG-10 Blackmoth được. Bắn T2 cho nó bình dân mà. Rồi, thế là còn mỗi mình bạn này đúng không? Trận này được khoảng hơn 500.000 dam. Nói chung là về T2 thì cũng cây nhà lá vườn thôi. Cũng dễ dàng mà áp đảo được đối phương thôi. Bộ trang bị thì vốn dĩ nó cũng đã mạnh rồi. Đây, anh em có thể xem qua đây. Đấy, cái ngư lôi thì anh em có thể cân nhắc đổi cũng được. Trực thăng thì mình nghĩ là cũng dùng được rồi. Đấy, Merada Rapid này. Nếu anh em mà thích bắn luôn từ sớm nhá. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em một số những loại pháo anh em có thể bắn từ sớm này. Mark 45 này. Đấy, A190 cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là cái Mark 45 thì nó sẽ phù hợp hơn cho anh em bắn luôn. Còn lại pháo nào không nhỉ? AK100 này thì nó sẽ lại phù hợp cho anh em ở cái cự ly gần nhá anh em nhá. Đấy, cự ly cận chiến đấy. Ví dụ như con RF xin lỗi anh em, cái con Dulio ấy. Đấy, anh em chơi con Dulio mà thích kiểu áp sát thì có thể mang lại được, không vấn đề. Không thì anh em cứ Mark 45 cho mình. Cái Merada Rapid thì nó sẽ đảm bảo cho anh em được cái là cái xác suất trúng thì nó sẽ dễ hơn. Anh em nhiều khi sẽ không phải căn ke nhiều pháo ấy. Pháo thông thường nó bắn thủ công mà. Nếu mà bắn mà nó cứ tự động mà nó trúng được thì nhiều khi nó cũng là cái tốt. Anh em sẽ bớt được cái thời gian. Trận này lại về miền đất xanh à, trận này được. Map này con Drive BBK đi càng tốt anh em ạ. Đấy, thế mà anh em mà nhiều khi mà thích chơi tàu ở bậc T2 ấy, cố gắng là cày vàng mua con này. Còn nếu mà anh em mà thích theo kiểu như là 5 ăn 5 thua ấy thì anh em chơi con Dulio. Có hai cái lựa chọn như vậy. Còn con này thì nó sẽ mang cái thiên hướng là nó bình ổn hơn. Là chơi cái gì cũng chơi được. Tâm sự với anh em một chút, đó là ngày xưa lúc mà mình mới chơi game này ấy, RFBBK này cũng là một trong những chiếc tàu đầu tiên mà mình chơi ấy, mình mua mình sở hữu, cố gắng cày từng đồng một. Ngày ấy cố tích lũy mỗi một trận được là 2-3 vàng cơ. Cố về sau này mua được con RFBBK này. Và về sau thì mình cũng khá là thành công với chiếc tàu này. Cấu được một tí máu kìa, sao không cảm giác nó không bõ hả ta? Còn đồng đội đâm tàu chán thế đồng đội ơi. Dí cho bạn cái này. Ồ, nó không chết kìa. Nhỏ thế nhỉ? Được. Úi dồi ôi, các bạn lại thích tạt té sang bên này à? Anh bạn ơi, quay sang bên này đi. Team bạn đã bắt đầu mở góc rồi cái kìa. Mà mình chơi cái thằng này cho nó gần tí chứ. Đội hình này sao nó chơi kiểu gì ta? Ồ, hay, nó thích chạy ra xa đấy nhở. Ồ, hay, cái team này nó làm sao vậy ta? Ồ, nó chạy theo kiểu như là như kiểu như là chuột ra khỏi hang em mà, nó chạy nó ùa theo nhau luôn ấy. Ồ, hay dị ta. Ồ, hay. Vâng, đi rất là từ từ ạ. Này, lôi nhau 3-4 người sang đây rồi đây này. Chiến luôn. Tầm này là cứ ai gần là bắn luôn anh em nhé. Ai gần là phải bắn luôn. Ê, rất là so gì anh em, quên này chưa ngắm chứ nè. Quên này chưa ngắm chứ nè. Vâng, cái đội hình này không biết nó là bot hay nó là người mà sao nó chạy kỳ người ta. Mình nghĩ không phải là bot đâu. Bot sao lại đi kiểu này nhỉ? Vâng, cực dị luôn ạ. Bạn chết không? Rồi, bạn ấy đã chết. Bạn ấy đã chết rồi. Bạn ơi, hãy đến quê hương chúng tôi. Ô hay. Vâng, bạn ấy có chút ngáo ngáo rồi anh em ơi. Thôi, trận này chắc nó tìm được kiểu gì ta? À, hay là mỗi mình bắn ta? Đang mẻ thật. Đây, bạn bắn mình này. Được. Có cái thằng tàu sức bay nó bắn ở trên cao nữa à. Ô, tông môn nhà nó. Ô. Giờ mình cứ đi đuổi các bạn như thế này à? Các bạn thích cận chiến đúng không? Cho các bạn cận chiến luôn. Mình cho các bạn cận chiến luôn. Chẳng nhẽ là không ăn được cái mạng nào. Nghe nó hơi vô lý. Gì đây? Cái này là cái gì đây? What the hell?
Nên bây giờ tự dưng một mình đi chống cái lũ này à? Nó hỏng quá. Team này là hỏng rồi. May là chơi bậc T2 đấy. Team mình có lỏ thế anh em, bắn triệu đam rồi, hóa ra là một mình ăn tất à. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi anh em ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Vẫn không chết cho à. Còn gì nữa đâu mà đành giấu kín. Không chết ta. What the hell, sao nó không chết ta. Úi dồi ôi, mình bắn hết sạch cả phóng lựu rồi anh em ơi. Thế mà nó không chết cho à. Ôi đáng mè, đáng mè rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi anh em ơi. Ăn được triệu đam cũng chết luôn. Đáng mè thật. À thằng tàu ngầm này nó level 25 anh em ạ. Khăm lọ thật. Nó mang cái gì đây? Ôi giời ơi, nó mang cái hút. Hút SC ấy hẳn nào. Nó chui nhanh thế anh em ạ, nó cứ thế nó dí mình thôi. Nhưng mà anh em thấy khả năng chống ngầm một con RFBK nó cũng ghê như thế nào đây. Dí cái mà cũng giật triệu đam luôn anh em. Khắm thật. Rất là so gì anh em, cái trận 2 này gặp cái team nhỏ quá. Nhưng mà thôi, làm tiếp trận nữa. Còn trận này mình sẽ cố gắng là đi gọi là di chuyển cho nó khéo léo tí vậy. Quan đến trận 2 mình chơi nó cũng hơi gọi là hơi lỗi. Di chuyển nó hơi hổ báo quá. Mình cứ đi, mình cứ dí trong nó, không biết nó là boss hay là người cơ. Cái map này nhiều khi nó bắn cũng khá là khó. Tại vì mình cần phải bắn liên tục ấy, gây sát thương liên tục từ pháo. Mà cái map này nhiều khi lúc bắn được lúc không, hơi khó chịu. Xem team là trận này nó có ghép được cái thằng nào nó ra gì không. Như này vào trận này hai ông boss thì rồi chúng ta sẽ tiến hành đi luôn. Không có ai là boss anh em ạ, trận này được đấy. Trận này ok đấy anh em ạ. Chúng ta sẽ làm lại trận này vậy. Trận thứ hai nó lỏ khoa. Đi hơi hổ báo. Nào. Các bạn chỉ cần thò cái mặt của bạn ra thôi. Mày một phát này. Tao cứ thế là tao bắn luôn. Bạn lữ bố à? Bạn có phải bạn lữ bố không? Nói một lời thôi. Ôi cái bạn mới núp được à? Cái này là Patakura này. Mình đã bắt đầu bị dị ứng mấy cái thằng ngầm T2 rồi nhá. Cứ tâm ngầm xong nó bắt đầu là nó dí mình anh em. Ô tông môn nhỉ nó. Đấy. Như pháo này thì anh em bắn như thế này nhiều khi nó vẫn chuẩn mà. Thôi bắn làm gì em? Em té rồi. Xem nào. Trận này mình phải di chuyển khéo léo tí, không thể nào đi như trận 2 được. Trận 2 nó lỏa quá anh em ơi. Bạn Lobo này sắp chết rồi đấy. Mình chưa muốn xử đến bạn đâu. Tình nhờ bạn này biết đừng né cơ đấy. Cũng biết đừng né cơ. Hảo hán. Tuyên bố bạn là trận này sẽ không có như trận 2 đâu. Cái thằng Lobo nó không chết à? Vãi thật anh em ạ. Đúng rồi, cái team nó lỏ đến như thế là cùng. Nhưng mình đã bảo mình để lại rồi cho team nó ăn rồi mà team nó không ăn được cho à. Chả hiểu mấy công T2 này các ông chơi cái gì không biết gì này. Gì đây, ông lại muốn chơi tôi á? Tôi phá sẵn map luôn mà. Thằng tôi phá sẵn map luôn rồi, tôi chờ ông luôn. Nào ra đây. Đối với tôi này nó ôi rồi. Đau không? Còn cái pháo này bây giờ dí nó hơi khắm anh em ạ. Dí nó hơi khắm. Tôi cứ dí bạn thế này đấy. Rồi, xem là thai con 53H. H2G này. Bạn muốn chơi đúng không? Ui trời ơi, trận này mình dí khả năng lại như trận 2 rồi anh em ạ. Kéo khi lại như trận 2 này, triệu đam lên nhỉ. Rồi, thằng tàu sân bay.
2 bắn nó hơi lỗi. Về sau bị nó thằng gầm nó dí không làm gì được. Mày ra đây. Ra đây bắn trực tiếp luôn. Gầm nó cả. Ô thế quanh đi còn lại vẫn còn thằng gầm hả? Nó trận này khéo khi lại triệu đam thật rồi anh em à. Bắn làm cái gì? À nhất đây thì mình sẽ thử test luôn cho anh em cái khả năng chống phòng không nhá. Chống phòng không của cái M11 ấy. Đấy, trên con tàu này thì mình đã lắp được X4 phòng không rồi. Nếu mà nó có bắn tên lửa thì mình sẽ không mồi nữa. Để cho anh em xem khả năng chống tên lửa nhá. Nãy mình cái con Kuneshop này nó bắn. Đây. Đấy. Anh em nhìn nhá, nó phá này. Ô sao nó phá rồi? Hình như nó bị phá rồi anh em ạ. Bắn đi. Thế cuối cùng là bạn ấy không bắn ạ. Và trận này có cảm giác nó y xì như cái trận 2. Mỗi tội là thằng ngầm kia nó không dí mình. Xem nào, ôi thằng này level 13 thì không sợ lắm. Lo mỗi cái ông Lobo lúc nãy là mình đã cố tình mình bỏ lại cái ông đấy rồi. Nếu mà thế nào anh em không xử nó để cho nó hồi máu. May là mình không chủ quan nữa. Và phá sẵn map anh em ơi. Hắn cái gì nó. Cái thằng này nó định đi đâu nhỉ? Con này nó có cả phóng lựu cả ngư lôi đấy. Anh núp rất là kỹ thuật đấy. Rất là chuyên nghiệp. Đây em phá map cho anh tàu sân bay anh đi đây. Đấy, anh chỉ việc đi thôi. Nào, thằng 945 này. 945 với chúng tôi này, tôi thục luôn 14.000 đam. Chưa tính ngư lôi. Nào cho phát nữa nha. Úi giời ơi. 44.000 đam. Cho quả nữa ngư lôi ở mồm. Có nổi lên không? Không nổi lên với chúng tôi này. Không nổi lên với chúng tôi này. À, quyên sinh à? Bạn định quyên sinh à? Chết luôn ở dưới nước luôn anh em ạ. Nó chạy đi đâu được. Đấy anh em cái khả năng đấy, chống ngầm của RFPVK nó có ổn không? Combo mình nghĩ là được đúng không? Anh em nhìn cái thằng top 2 bên mình đi kìa. Có 300.000 đam. 228. Mình phí nó kiểu gì lên tận 1.1 triệu đam luôn ạ. Công hiến thêm trận nữa anh em nhá. Lâu lâu không đi làm T2, cố gắng làm cái video này cho nó dài dài một tí. Cho anh em xem nó lâu lâu một tí. Câu view. Chòm đá được. Chóng đá này, con này là thích thì chui vào, không thích thì bắn ở ngoài. Có lẽ là clip tiếp theo mình sẽ làm cái con CG73 anh em ạ. Tại vì là con CG73 này mình nhớ là cũng ít khi mình làm lắm. CG72 thì mình có làm nhiều nhưng mà CG73 thì là ít làm. Chóng đá. Yo. Cứ 10 trên 10 đây bắn cho nó phê. Riêng T2 là mình chỉ thích đủ người, nhưng T2 bắn bot là cảm thấy nó chán lắm. T3 nhiều khi bắn bot thì thôi chấp nhận được 1-2 ông. Chứ còn nếu như mà bây giờ mà T2 bắn bot thì cũng đam quá lỏ. Tàu nó tàu chạy nhanh mà. Kuneshop Rock IT Paulo 053H2G. Con này bậc T2 đây, anh em nhìn thấy cái tốc độ di chuyển không? À, cái tốc độ di chuyển này mình đánh giá là nó hơi chậm nhé. Không phải là nhanh gì đâu. Cái là sau cái đợt tháng 7 vừa rồi nó làm lại thì nó búp được lên lượng máu là 260.000 thôi. Rồi anh lặn xuống đi một tí nữa chúng ta lại đâm nhau bây giờ. Anh này anh ấy hiểu ý mình đấy. Rồi anh ấy lặn luôn. Mang cái pháo này thì mình không có ngán. Thằng nào mà cứ giỏi mày sang đây mày check map xem. Chưa kể đến cái việc là anh em mang cả con SVA2 nữa. Cái combo pháo Merada Rapid này với SVA2 anh em phòng thủ thì quá là ghê rồi. Chết. Úi xồ, cấu nhẹ 1.000 máu anh em ạ. 974 đam. Nó vẫn quanh quẩn đây anh em này. Nó vẫn quanh quẩn đây này. Thôi mình sẽ mang con SVA2 đây mình xử nhá. Nhìn thấy này nó hơi ngơ mắt rồi đấy. Này này. Ấy, nó vẫn quanh quẩn ở đấy anh em ạ. Kiểu như là nó sợ ấy.
nó sợ bây giờ mà nó mà đi ra là sẽ bị mình bắt bài, nó cứ đứng núp núp ở đấy. Mang con FBA 2 xử ngay. Bạn thích kiểu gì mình cũng chiều. Rồi, xem nào, mình sẽ test cho anh em khả năng chống ngầm từ cái cự ly 4,8 km nhá. Khó đấy. Bất kỳ ai mà muốn tiếp viện cho con này ấy, mình phóng thẳng phóng lựa mồm ngay. Được. Úi trời ơi, theo như mình biết trận này không có người đâu. À xin lỗi anh em, trận này không có boss đâu. Toàn là người cả với nhau mà. Cho một đống cái ngư lôi AK-745 vào mồm. Mấy cái thằng mà máy bay ở trên cao nhá, ta chưa muốn ngóc đầu lên đâu. À mà ngóc đầu lên thì mày không biết ta bảo cho. Ui dồi, anh em thấy thế tàu ngầm nó thốn không? Thốn quá chứ còn cái gì thế. Ồ chết rồi, chết rồi, ngư lôi nó phóng như thế này là chết rồi. Không thể nào mà chạy được. Đây mình phá hộ bạn tí. Ô, phá được bao nhiêu nhỉ? Phá hơi ít nhỉ. Gì đây? Cái này là cái... Ô, nó núp được kìa. Thế mà nó núp được giỏi hết ta. Mình sẽ truy sát bạn tới cùng. Nó núp hơi nhanh đấy. Mình sẽ truy sát bạn tới cùng nhá. Chạy. Chạy với chúng tôi á, không có đâu. Dí đây anh em ơi, dí đây. Ite Paulo. Dí quả ấy hơi ảo phóng lựu. Đó. Thôi bây giờ mình sẽ không dí phóng lựu nữa. Mình dí cái pháo thôi cho nó dễ trúng anh em ạ. Cứ thế này mà dí rồi. Ôi trận này đam thì chắc chắn là nó sẽ không được như hai trận trước đâu anh em ạ. Nhưng mà được cái là bắn nó phê. Bắn nó liên tục như thế này. Nhưng mà cái map này nó rất là rộng anh em nhé. Tàu sân bay tiến mình xử sau. Ngư lôi này bay vào mồm anh một đống là anh đủ chết rồi. Có một thằng nó đang đứng cạnh tàu sân bay kìa. Mình chưa dám đi vào gần lắm. Sợ đi lỗi ấy. Rồi bây giờ sẽ đến tàu sân bay anh em nhá. Giờ chúng ta sẽ đến với tàu sân bay. Đây test cho anh luôn cái khả năng chống tên lửa này. Mình sẽ không mồi nhá. Đấy anh em thấy không? Không mất máu mấy đâu. M11 nó chống tên lửa đấy. Vừa làm clip vừa test luôn cho anh em. Đây nó bắn tiếp đây này. Đấy, mình không mồi nhá. Không mồi. Đấy, M11 đấy anh em thấy không? Nó bắn lên này, nó chặn luôn, không phải mồi. Đấy là lý do tại sao mình khuyên anh em là nếu như mà cái con tàu nào mà có X4 cái phòng không ấy, nên nắp cái M11. Nó sẽ ok. Cho nó bắn, mình chỉ biết phôi máu thôi. Cho nó bắn. Cứ đi này mà dí pháo anh em ạ. Thằng nào nó bắn mình mặc kệ nó. Đây, đấy, phá tiếp này. À, sorry. Thế quả này thì chắc chắn là nó sẽ trúng rồi. Tại vì cái phát vừa rồi ấy là cái phòng không của mình nó đang mất một nhịp để nó bắn vào cái con trực thăng của con tàu sân bay ấy. Thành ra là nó sẽ không kịp nó hồi lại để nó phá cái loạt tên lửa đấy. Đấy, nhưng mà nói chung anh em xem qua mấy cái lần mà nó bắn tên lửa đấy, test khả năng chống phòng không của M11 thì rất là ok. Đấy, vừa rồi thì mình đã đi review cho anh em những cái trang bị vũ khí và cái cách chơi của con tàu RFPBK, một trong những con tàu vàng bậc T2 cực kỳ đáng chơi anh em nhé. Rồi và cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video sau.